Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Thương Hải Điệp Ảnh của tác giả Thường Thư Hân. Tập 51. Chương 501, thảm cảnh không thể ngờ tới. 2. Câu trả lời của cừu địch làm Tấn Hồng phì cười, vội vàng che lấy miệng, cố gắng kìm nén giữ gìn hình tượng, nhưng thực sự không chịu nổi, che mặt để cười, khiến khách khứa xung quanh đều quay sang nhìn cô. Thực ra là có mấy anh chàng nhìn từ trước rồi, bây giờ lợi dụng cơ hội nhìn công khai thôi. Những ánh mắt đó khiến cừu địch có chút đắc ý, y cũng lần đầu tiên nhận ra, tán tỉnh nữ nhân cũng là chuyện rất thú vị, cái gì mà dè dặt, ngượng ngùng, chừng mực đều không đáng tiền hết. Giữa nam và nữ thời buổi này mà nói, không tồn tại vấn đề ai thiệt ai lợi, nam nhân nhìn nữ nhân ngứa ngáy, nữ nhân nhìn nam nhân cũng tim đập rộn ràng. Món ăn đưa lên rất nhanh, hương sắc vị đầy đủ, có điều cừu địch chắc chắn là ăn cũng vô vị, vừa ăn vừa nhìn trộm Tấn Hồng. Hai người cũng ly vài lần, một lần ánh mắt tình cờ chạm nhau, Tấn Hồng bật cười, cừu địch vừa mới định nói thì cô đưa ngón tay mảnh khảnh ra ngăn lại, anh đừng nói nữa, em biết anh muốn hỏi cái gì. Nhưng trước khi nói cho anh biết, em phải nghiêm túc hỏi anh một câu, anh phải đảm bảo không được lừa em đâu đấy nhé. Đương nhiên rồi, anh lừa em làm cái gì cơ chứ? Cừu địch đặt đũa xuống, nghiêm nghị nói, em hỏi đi. Anh phải trả lời thật đấy nhé. Tất nhiên rồi. Vậy anh cho em biết, rốt cuộc là anh làm nghề gì? Tấn Hồng hỏi một câu hỏi cũ, cừu địch cũng đưa ra câu trả lời cũ, anh cho vay nặng lãi. Lừa dối, em hỏi anh tiếp. Lãi suất vay nặng lãi một ngày ở Trường An là bao nhiêu? Lãi suất một tháng là bao nhiêu? Ặc. Cừu địch ngay lập tức bị Tấn Hồng làm nghẹn họng. Y làm sao biết được chuyện này? Làm sao ngờ một cô gái lại đi hỏi chứ? Tam Nhi nói đúng. Mình lạc hậu quá rồi. Các cô gái mấy năm trước nghe thấy cái nghề này là tránh xa. Chứ làm gì có chuyện truy hỏi. Tấn Hồng bị vẻ mặt ngốc nghếch của cừu địch chọc cười. Anh có thể nói làm nghề gì cũng được. Chỉ có cho vay nặng lãi là không thể nói. Người cho vay nặng lãi tự xưng là cho vay tín dụng, không thì gọi là huy động vốn dân gian. Anh thật là, bọn em mở quán cơm, làm sao có thể thiếu tiếp xúc với họ được. Em lợi hại thật, thế mà cũng nhìn thấu được, vậy em thấy anh giống cái gì? Cừu địch có chút tò mò, anh đừng để em đoán, em mà đoán ra thì còn phải hỏi anh sao? Tấn Hồng không vui, ấy mất điểm rồi, cừu địch tinh ý nhận ra chuyện này, vì Tấn Hồng bất giác ngồi thẳng lại. Như vô tình giữ khoảng cách với y, vậy anh nói thật với em nhé. Thực ra anh là, anh ngại không muốn nói với em. Anh sợ anh nói ra, em không thèm để ý tới anh nữa. Nghiêm trọng như vậy sao? Anh không phải là phạm nhân bỏ trốn chứ? Ấy đúng rồi, hôm nay trên mạng có một tin nóng, một cặp đôi cãi nhau, cô gái báo cảnh sát nói bạn trai mình là phạm nhân bỏ trốn, cảnh sát tới tra, oa, vậy mà đúng thật. Tấn Hồng vốn nói đùa thôi, không ngờ mặt cừu địch, cứng nhắc, không hề cười, làm cô chột dạ theo, không phải anh cũng vậy chứ? Không phải, anh là... Cừu địch ngập ngừng rất lâu mới cảnh giác nói, là cảnh sát. Tấn Hồng hai tay ôm nhanh lấy mặt cười tới toàn thân run rẩy. Cừu địch vẫn ngồi im tại chỗ, sao, không giống à? Làm sao mà giống được, tiền lương cả năm của anh không đủ trả một bữa ăn hôm đó. Thế thì em không biết rồi. Cảnh sát có rất nhiều loại, loại như anh chính là nằm vùng, không bao giờ thiếu tiền. Thôi đi, không muốn nói thì thôi. Anh đừng có mà gạt em biết nam nhân các anh mở mồm ra không có câu nào là sự thật cả. Có điều nể mặt anh nhiệt tình chiêu đãi em. Này, cho anh đó. Tấn Hồng tựa hồ chấp nhận cách nói của cừu địch, lấy di động ra, mở album ảnh, chỉ một người trong đó nói với cừu địch, đây là bà chủ của Tùng Tử Liêu Lý bọn em, tên là Trung Dã Huệ Tử. Hình ảnh được gửi sang di động của cừu địch qua chia sẻ lân cận, cừu địch quan sát kỹ, đó là một mỹ nhân công sở tiêu chuẩn, đứng chụp ảnh chung với phục vụ viên và đầu bếp. Trong bức ảnh, cô thoải mái đặt tay lên vai một nhân viên bên cạnh, động tác có phần tùy ý đó làm cô trông thân thiện thêm vài phần. Cừu địch so sánh khí chất của cô gái này với nơi ở, bàn đá, trang trí tủ trưng bày bằng đá, cảm giác hết sức phù hợp. Không phải đẳng cấp nuôi dưỡng ra con người, mà là người tự nuôi dưỡng ra đẳng cấp. Cừu địch thầm thở dài trong lòng,
nghĩ tới tình huống có thể xảy ra, đối chiếu với nụ cười ưu nhã của cô gái ấy. Lòng sinh ra tiếc thương vô cùng, hậu quả của việc bị cuốn vào loại chuyện này e là không hề tốt đẹp gì hết. Sao thế, choáng váng chưa? Tấn Hồng trêu ghẹo, rồi, cô ấy thật là xinh đẹp, anh muốn hỏi cô ấy một câu, có hẹn không? Hay là em hỏi hộ anh nhé? Nhất định phải nói cho anh kết quả nhé. Anh muốn hẹn hò với cô ấy. Cừu địch chỉ ảnh trên di động, chính là Tấn Hồng, cô tất nhiên cũng góp mặt trong bức ảnh chụp chung đó. Tấn Hồng chun mũi, tỏ vẻ không vui, anh lại trêu đùa em rồi. Ai bảo thế, người anh muốn hẹn hò là em mà. Không chịu. Đúng là không dễ dàng, cô gái này cũng đáo để lắm. Cừu địch hỏi, vậy anh hẹn với bà chủ của bọn em vậy, cô ấy đi từ khi nào thế? 2 tuần rồi, đáng lẽ chị ấy phải về rồi mới đúng, chẳng hiểu có chuyện gì nữa. Phải rồi, hôm nay anh gọi điện cho em, nên em nhớ ra gọi điện cho bà chủ, anh đoán xem kết quả thế nào. Đừng nói với anh, điện thoại không liên lạc được nhé. Cừu địch buột miệng nói ngay, hả, không phải anh là cảnh sát thật chứ, đúng là không liên lạc được, làm sao anh biết? Tấn Hồng kinh ngạc hỏi, dạ dày cừu địch quặn đau, yết hầu cuộn lên mấy lần, không nói ra được lời nào, đây là kết quả y rất mong là mình đoán sai. Mong cô gái ấy thực sự về quê một chuyến, nhưng chẳng thể thuyết phục được bản thân, cũng chẳng thể giải thích cho Tấn Hồng. Chương 502, thảm cảnh không thể ngờ tới, 3. Cùng lúc cừu địch đang hẹn hò với mỹ nữ thì một chiếc xe màu đen không có bất kỳ ký hiệu gì đang phóng như bay tới phòng thí nghiệm số 4 trực thuộc Trung tâm Khám nghiệm Pháp y tỉnh. Với bên ngoài mà nói, rất ít người biết tới đơn vị này tồn tại, nhưng người trong nghề không lạ gì, đại bộ phận thi thể không rõ danh tính đều được tập trung ở nơi này để xử lý. Là đội do Từ Phải Hồng chỉ huy, tin tức buổi trưa khiến tổ hành động cảnh giác, bắt đầu tìm kiếm những vụ án mạng phát sinh gần đây, cùng với những thi thể chưa tra ra nguồn gốc. Dựa theo phân tích sàng lọc để tìm, không ngờ là có, hơn nữa đã phát sinh ngay dưới vành mắt bọn họ. Đi cùng có Trương Long Thành, Đới Lan Quân, Đô Hàn Mai, Đồng Thuần Khiết, dọc đường đi ai nấy mặt mày nghiêm trọng. Nếu như xác nhận được cô gái bị giết là Trung Dã Huệ Tử, vậy thì bọn họ hoàn toàn lệch pha rồi, vì điều đó chứng minh đối phương đã biết Lý Tổng Quân xa lưới từ lâu. Cho nên sớm thanh trừng, bây giờ dẫn nội tuyến của bọn họ đi vòng quanh, chỉ có khả năng là đưa bọn họ vào ngõ cụt. Xe đỗ lại ở cổng, có người của Trung tâm Pháp y đợi sẵn rồi. Đi cùng còn có một vị cảnh độc thuộc đội trọng án của Cục Công an thành phố Trường An, hai bên giới thiệu lẫn nhau, vừa đi vừa nói chuyện. Gần đây có 17 thi thể chưa được xử lý, trừ vài vụ án cũ, tháng trước tới nay có tổng cộng 6 vụ, căn cứ theo manh mối các vị cung cấp, chúng tôi nhận ra có một trường hợp rất giống. Người chết là nữ, tuổi chừng 30, nơi phát hiện thi thể là một công trường đang thi công dang dở, cách nhà thi đấu Đông Môn không xa. Nơi này vì tài chính đứt đoạn mà ngừng xây dựng rồi, do người trông coi công trường phát hiện ra. Thời gian là ngày mùng 2 tháng 7, theo như kiểm tra thi thể, thời gian tử vong sớm hơn 20 tiếng trước khi phát hiện. Chúng tôi đã lập án điều tra, nguyên nhân tử vong là do súng bắn, đạn xuyên qua tim, vỏ đạn không ở lại trong thân thể. Hẳn là đạn 7.62 ly, công trường chỉ là hiện trường vứt xác, còn hiện trường đầu tiên của vụ án thì tới nay chúng tôi vẫn chưa tra ra. Khi phát hiện ra người chết, toàn thân của cô ấy chịu rất nhiều thương tích ở phần mềm, hẳn là đã bị ngược đãi. Hơn nữa trước khi chết còn bị xâm hại tình dục. Tình huống này làm chúng tôi liên tưởng tới những vụ án tranh chấp nợ nần phát sinh với tần suất tương đối lớn thời gian gần đây. Chúng tôi đã điều tra nhiều phương diện, nhưng cho tới tận bây giờ vẫn chưa xác định được thân phận của cô ấy. Hơn nữa trong thời gian qua chúng tôi cũng không nhận được báo cáo mất tích nào, thi thể cô ấy ở đây. Cảnh đốc và nhân viên của Trung tâm Pháp y dẫn đường đối với những câu chuyện bi thảm nhân gian. Làm cảnh sát đều có năng lực tiếp nhận, nhưng dù là cảnh sát lý trí cỡ nào cũng không nén được phẫn nộ trong lòng. Tra tấn, cưỡng bức, giết chết, vứt xác. Đừng đó hành vi tàn nhẫn dùng với một cô gái, rốt cuộc kẻ gây. Án mất nhân tính tới cỡ nào mới làm ra chuyện khiến người người phẫn nộ như thế. Chuyện xảy ra càng ly kỳ, người bên an ninh quốc gia càng khẳng định khả năng cao là đã tìm đúng mục tiêu rồi. Khi đi xuống phòng chứa xác dưới tầng hầm, điện thoại trong nhà gửi tới, điện thoại của mấy người đồng loạt kêu. Cầm lên xem thì ra là một bức ảnh tập thể, Vương Trác đã khoanh tròn cô gái xinh đẹp ở giữa, chính là mục tiêu. Các anh đã kiểm tra thi thể, xem có phải cô ấy không.
Đồng Thuần Khiết đưa di động tới, viên cảnh đốc và nhân viên pháp y cùng tới nhìn, nối tiếp nhau thở dài buồn bã, không sai, chính là cô ấy. Tiếp ngay đó viên cảnh đốc kích động kêu lên, hả, các anh còn chưa thấy thi thể đã biết được thân phận của người ta rồi à? Chuyện này đừng hỏi nhiều. Từ Phái Hồng xua tay, không giải thích nhiều, đoàn người nối nhau đi vào, thi thể được kéo ra từ ngăn lạnh dài, động tác đầu tiên của mọi người là đều theo bản năng che mũi, hoặc mắt, chẳng ai muốn thấy một cô gái xinh đẹp như hoa biến thành một thi thể lạnh giá, một thi thể toàn thân thương tích ghê rợn. Hôm nay đầu óc Cửu Địch yên tĩnh khác thường, thần kinh của y càng căng thẳng, bất ngờ là y lại càng tỉnh táo hơn. Ăn cơm xong đưa Tấn Hồng đi làm, cô gái trẻ trung hoạt bát đó thành công khơi lên dục vòng đè nén rất lâu của Cửu Địch. Xuống xe rời đi, còn nghịch ngợm tặng cho y một nụ hôn gió, khiến lồng ngực y không khỏi nhộn nhạo. Chỉ là lý trí nói với Cửu Địch rằng, tốt nhất là đừng trêu hoa gẹo cỏ, đặc biệt là vào lúc thế này, y rất có khả năng gây họa cho người khác. Tiễn người đi rồi, Cửu Địch đợi tin tức, trong lúc chờ đợi không ngờ lại ngủ thiếp đi trên xe. Ngủ một giấc thức dậy thì thời gian đã trôi qua hơn 2 tiếng, bất ngờ là chẳng có một cuộc điện thoại nào, dù là bên nào cũng thế, cứ như là biến mất rồi vậy. Cửu Địch mơ màng thức dậy, bỗng nhiên thấy xung quanh thật xa lạ, cứ nghĩ rằng mình đang ở thủ đô, nằm ngủ trưa trong cái xe nát, ngủ dậy lại chuẩn bị đi giao hàng. Đợi khi nhìn rõ mình ngồi trong Audi, toàn thân là hàng hiệu mới nhớ ra, mình đã không phải là mình nữa, mà là người khác rồi. Thực lòng mà nói, Cửu Địch thích cuộc sống này, mặc hàng hiệu, đi xe đắt tiền, ra vào những chỗ sang trọng, đi tới đâu cũng được người ta cúi mình chào đón, có mỹ nữ làm bạn. Đó là giấc mơ của không biết bao nhiêu anh chàng nhà nghèo, có điều trong thời gian giấc mơ thành hiện thực, y lại hoài niệm những ngày tháng phơi mình dưới cái nắng cháy da, mồ hôi ròng ròng. Cửu Địch hiểu ra, trên đời này sống sao cho yên lòng quan trọng hơn tất cả. Trước kia Cửu Địch không sao hiểu được cha mình, vì sao thoát khỏi cuộc chiến cửu tử nhất sinh như thế. Còn được phong anh hùng rồi, huân huy chương đeo đầy áo rồi, cha có rất nhiều sự lựa chọn, vì sao lại đưa ra lựa chọn kém nhất. Chẳng phải cha ra trận là vì hy vọng về sẽ có hộ khẩu thành phố, được phân phối một công việc tốt sao. Nhưng bây giờ hình như Cửu Địch đã hiểu ra phần nào, buông bỏ hết thảy danh lợi phù phiếm, sống cho chân thật ngay thẳng cũng là một lựa chọn. Lựa chọn đó cần có dũng khí, phải đối diện những tối tăm, xấu xa, dục vọng trong nội tâm, hơn nữa cần phải có dũng khí chiến thắng được chúng. Nghĩ tới đó Cửu Địch điều chỉnh dẫn đường trên xe, tới một nơi mà y vương vấn, Đại học Trường An, không phải để tìm cô gái yêu thương, mà là để dũng cảm đối diện, tìm ra sự thực. Các bạn đang nghe chuyện Thương Hải Điệp Ảnh của tác giả Thường Thư Hân tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 503, Thảm cảnh không thể ngờ tới, 4. Hiện trường đầu tiên phát hiện thi thể được phục dụng trong máy vi tính của Tô Hành Động, tư liệu do cảnh sát cung cấp, bao gồm ghi chép chi tiết hiện trường, quá trình giải phẫu. Đối với nhân viên an ninh quốc gia chưa từng tiếp xúc những loại vụ án tương tự, rõ ràng là sắc mặt không dễ chịu gì. Con người trong việc tàn hại đồng loại thực sự có nhiều sáng tạo không ngờ, người bị hại bị bọc trong mấy lớp giấy bóng liền vứt bỏ ở cái hố nông. Trong dạ dày phát hiện ra thành phần của rất nhiều loại thuốc ảo giác, thân thể bị hủy hoại, không còn một mảnh da nào lành lặn. Cô gái đó trước khi chết đã phải chịu đựng ngược đãi tồi tệ nhất mà người ta không hình dung nổi. Đây chắc chắn là do dân chuyên nghiệp làm, dùng nhiều lớp ni lông bọc lấy thân thể, bất kể là vứt xác hay là hiện trường đều rất dễ dàng xử lý. Nhưng hành vi xâm hại tình dục tập thể trước khi chết thì lại không hề giống của dân chuyên nghiệp, còn lấy được cả DNA, vậy rõ ràng là không phải một người. Trương Long Thành lẩm bẩm tự nói một mình, mọi người thấy ý tưởng này của tôi ra sao, nếu dùng chuyện này kích thích Lý Tòng Quân, sẽ có kết quả thế nào? Đồng Thuần Khiết do dự rồi hỏi, đây là lựa chọn khó khăn, rất có khả năng sẽ đánh sập phòng tuyến tâm lý của Lý Tòng Quân, khiến hắn mang tâm lý báo thù khai ra đồng đảng. Nhưng cũng có khả năng khiến hắn tuyệt vọng, càng kiên định đi tìm cái chết. Vì thế nhất thời không ai lên tiếng. Đồng Thuần Khiết không quyết định được, người đầu tiên hắn hỏi là chuyên gia tâm lý Đô Hàn Mai, cô thấy thế nào Hàn Mai, giả như người cô yêu vì cô mà chết thì cô sẽ có phản ứng gì? Chuyện này với người bình thường mà nói thì có quá nhiều khả năng, về cơ bản không thể lường trước được tới khi chuyện xảy ra, cảm tính quá lớn. Nhưng với một gián điệp thực sự, bọn họ đều được giáo dục theo kiểu tẩy não, hết thảy đều đặt nhiệm vụ lên hàng đầu.
Nếu Trung Dã Huệ Tử chẳng qua chỉ là bạn tình mà hắn tình cờ gặp được ở Trường An, vậy thì chẳng có tác dụng gì. Đô Hàn Mai lắc đầu, một tên gián điệp chẳng bận tâm tới tính mạng của mình còn để ý tới sống chết của người khác sao, tiểu đới, cô thấy thế nào? Đồng Thuần Khiết hỏi, đới Lan Quân tựa hồ mới từ trong suy nghĩ tỉnh lại, ánh mắt nghi hoặc hỏi, cừu địch phải làm sao bây giờ? Hành động này của bọn chúng có ý nghĩa gì với cừu địch? Chúng sợ chúng ta không phát hiện ra à? Chẳng lẽ khiến Trung Dã Huệ Tử mãi mãi là một cái xác vô danh không phải tốt hơn sao? Vì sao chúng lại dẫn dắt cừu địch khơi vụ án này lên? Án mạng do súng gây ra sẽ được lập án, loại vụ án này không có thời hạn đâu, cảnh sát sẽ luôn truy lùng, chỉ cần còn nằm trong danh sách vụ án chưa giải quyết là sẽ còn nguy cơ. Lý Tiểu Trung đáp, điều đó là hung thủ thường thôi, với đám người này, cảnh sát không đối phó nổi, không đúng. Rụt đầu lại luôn an toàn hơn thò đầu ra, giết người vứt xác chuyên nghiệp như thế, sao có thể để lại DNA để tra xét. Đới Lan Quân không tán đồng, có thể nói, hiện giờ cô chính là người tích cực nhất muốn giải quyết triệt để chuyện này. Anh Trương, nếu anh là nhân vật chính, anh có một người bạn thất thủ, anh sẽ làm thế nào? Trương Long Thành không cần suy nghĩ, giết hết tất cả những người có liên quan. Vậy thì chắc chắn không chỉ có một người bị bịt miệng đâu. Đới Lan Quân nghĩ ngay tới một khả năng cực đoan nhất, giết người, sau đó ngụy trang thành một vụ án hình sự. Đúng, ở nơi khác, nếu phát hiện ra thi thể bị bạo hành cưỡng bức, cùng với việc dùng súng giết người, vậy thì chắc chắn sẽ coi là vụ án ác tính, dùng súng cướp của giết người. Trương Long Thành trả lời theo tư duy gián điệp mà hắn từng làm, tốt nhất là chuẩn bị luôn một người gánh tội. Như thế vụ án mới kết thúc được, không còn lo vụ án ngày nào đó vì lý do tình cờ nào mà được nhớ tới, phát sinh sơ hở không đáng. Tôi hiểu rồi, bọn chúng muốn biến cừu địch trở thành người chịu trách nhiệm cho vụ án này. Đúng, chắc chắn là như thế rồi. Anh ấy nhiều lần xuất hiện ở những nơi Lý Tòng Quân và Trung Dã Huệ Tử xuất hiện. Đợi khi cảnh sát biết lý lịch người chết tra ngược lại, còn có thể tra ra ai được nữa. Như hôm nay, anh ấy vào nơi ở của Trung Dã Huệ Tử tìm kiếm, sẽ để lại bao nhiêu dấu vân tay. Cảnh sát chắc chắn tìm tới nhà cô ấy đầu tiên, tới lúc đó anh ấy có trăm miệng cũng không cãi được. Rất có khả năng cuối cùng chúng thủ tiêu cả cừu địch để khép lại tất cả. Tôi thấy nên triệu hồi anh ấy về. Đới Lan Quân bất an đi qua đi lại suy đoán, hai tay ôm vai, đương nhiên suy đoán này kiến lập trên điều kiện đối phương không hề biết thân phận cừu địch, chỉ đơn thuần coi y là ma thế mạng. Không thể nào, thời gian sẽ không khớp, cảnh sát tra án chú trọng chứng cứ, dù cậu ta vô vàn điều khả nghi nhưng manh mối không khớp. Hơn nữa, phán đoán của chúng ta thời gian qua luôn đặt trên cơ sở đối phương đã biết cừu địch là nội tuyến của chúng ta, muốn dẫn dụ chúng ta, vậy bọn chúng mạo hiểm vẽ rắn thêm chân làm gì? Với lại nếu dựa theo phán đoán vừa rồi của cô, vậy người bị bịt miệng không chỉ một người rồi, chúng tiếp tục muốn gán tội đó cho cừu địch thì vô lý lắm, càng tra sẽ càng thấy thêm sơ hở mà thôi. Hành, vì tự lộ hành tung như vậy rất vô lý. Cứ giả sử phán đoán của cô là đúng, bọn chúng không hay biết gì về thân phận của cừu địch, chỉ coi cậu ấy là ma thế mạng. Vậy thì giá trị của cậu ấy càng cao, cậu ấy sẽ giúp chúng ta tiếp xúc với nội tình sâu hơn. Từ phái Hồng phản bác, mỗi câu đều nói chúng yếu hại, thảo luận vẫn tiếp tục, đới Lan Quân muốn rút cừu địch về, bên kia thì do dự. Vì chuyện xào bài đã là điều chắc chắn, mà nội tuyến của bọn họ đã lôi ra nhân vật cấp trọng lượng như Đoàn Tiểu Đường, ai cũng muốn có phát hiện rõ ràng hơn. Chương 504, Nguyện vọng, trông đợi, tuyệt vọng, 1. Trong lúc tổ hành động còn đang tranh cãi không dứt về vai trò của cừu địch trong vụ án, xem có nên rút y về hay không thì cừu địch đã lái xe tới thẳng Đại học Trường An. Đại học Trường An là trường đại học trọng điểm quốc gia, nằm phía tây thành phố Trường An, diện tích lên tới trên 3.700 mẫu, sinh viên theo học gần 3 vạn. Con số sinh viên nước ngoài cũng tới cả nghìn, bởi thế ngôi trường này không khác gì thành phố thu nhỏ, đôi khi di chuyển từ giảng đường này tới giảng đường khác cần tới xe bus nội bộ. Lúc cừu địch tới nơi thì trường đã tan học. Trên không trung từng đám xếp chồng lên nhau thành cung điện mây, ánh mặt trời cố gắng len lỏi qua khe hở đám mây. Chiếu từng cột sáng xuống trường học, lại bị tán cây dày ngăn cản, chỉ còn lại mảng sáng loang lổ, yếu ớt, không đủ sức nóng làm chùn chân người ta nữa rồi. Đi qua khu phòng học, tới gần khu sinh hoạt, tiếng đàn violon du dương văng vẳng trong sân trường. Người am hiểu nghệ thuật này đã ngày một ít hơn, tiếng đàn đó chẳng ảnh hưởng tới những sinh viên đang la hét đổ mồ hôi trên thao trường.
cũng chẳng quấy nhiễu tới những cặp đôi đang chàng chàng thiếp thiếp dưới bóng cây kín đáo, nhưng nó làm sao động trái tim của một người. Cừu địch, y men theo tiếng đàn phát ra đi về phía khu ký túc xá đơn thân, cao 7-8 tầng, vuông vức, kiểu cũ rồi. Y tới hơi muộn, không biết phải tìm Trang Uyển Ninh ra sao, nhưng không khó, hỏi vài sinh viên là biết. Tới được đây thì không cần hỏi nữa rồi, tiếng đàn này đã thành biển chỉ đường tốt nhất cho y. Trong ký ức của cừu địch, không chỉ một lần nhìn thấy Trang Uyển Ninh say mê trong tiếng đàn. Đó là cô gái mà y từng thích, đừng yêu tha thiết, cho dù bao năm trôi qua rồi, dù cừu địch không quá hiếu âm nhạc cũng vẫn nhận ra đó là khúc Hoàng Hà Tuyệt Luyến mà cô ấy yêu thích nhất. Bước chân chậm chậm tới gần khu ký túc xá, cừu địch nhìn thấy rồi, ô cửa sổ mở rộng ở tầng 4, tiếng đàn violon từ nơi đó truyền ra. Cửa sổ dưới ánh sáng sót lại của tịch dương, nhuộm thành màu sắc sặc sỡ, tựa như thành bức tranh làm nền đẹp nhất cho tiếng đàn. Tiếng đàn đó đẹp mà buồn, từ kéo dài ra giết biến thành dâng trào dồn dập, rồi lắng xuống thành vẻ đẹp rực rỡ, một âm tiết theo thật dài, như cứa vào trong tim, khiến người ta mãi vì nó mà đau xót. Cừu địch cứ thế từng bước một đi lên cầu thang, y đã đứng trước cửa rồi, nhưng không quấy rầy, chỉ lặng lẽ lắng nghe, lặng lẽ suy nghĩ. Chìm đắm trong hồi ức mỹ diệu của năm tháng ngây ngô đơn thuần, cả núi tiếc năm xưa cũng đã thành một vẻ đẹp. Cộc, 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 tiếng đàn dừng lại, cừu địch gõ cửa. Nghe thấy tiếng đặt đàn xuống, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, nghe thấy tiếng tay nắm cửa xoay nhẹ. Cửa mở ra, Trang Uyển Ninh vừa nhìn thấy cừu địch một cái, phản ứng đầu tiên của cô là đóng sầm cửa lại. Không một động tác thừa thãi, hành động rất dứt khoát, từ sóng vai bước đi bên nhau, tới đóng sầm cửa trước mặt, cừu địch không giận mà bật cười, cô ấy vẫn như xưa, luôn yêu ghét rõ ràng. Cừu địch không đi, nếu y không sai, nếu cô gái năm xưa vẫn còn đâu đó thì cô cửa sẽ mở ra, vì trong ký ức của y, cô ấy thuần khiết như một trang giấy trắng, luôn dùng tâm thái lương thiện nhất đối diện với thế giới tà ác này. Cô ấy lớn lên trong sự nâng niu bao bọc, ở thế giới của cô ấy, luôn ngập tràn ánh nắng, hạnh phúc và sự mỹ hảo. Hoặc có lẽ đó chỉ là suy nghĩ một phía của cừu địch mà thôi, vì lúc đó y cũng rất đơn thuần. Nếu cánh cửa này không mở ra, mình cứ thế lặng lẽ rời đi cũng tốt. Cừu địch nghĩ như thế, vậy thì sẽ không còn phải thấy áy náy nữa, rất nhiều chuyện cứ làm hết sức rồi nghe mệnh trời vậy, vận mệnh xưa nay không nắm trong tay con người. Cừu địch cứ vậy đứng dựa vào tường, theo đuổi suy nghĩ miên man không liên quan gì tới nhau, rồi cạch, cửa mở ra. Trang Uyển Ninh xuất hiện, dùng ánh mắt trách cứ nhìn y, giọng nói chẳng có chút thiện cảm, anh tới đây làm cái gì? Từ biệt, anh sắp đi rồi. Cừu địch đáp, không sợ tôi báo cảnh sát à? Anh đánh giám đốc Yến Thành ra như thế, sẽ có không ít phiền toái đâu. Trang Uyển Ninh cảnh cáo, cừu địch cười nhạt chẳng coi ra gì, em nghĩ anh thèm quan tâm tới thằng đó à? Hắn gặp may đó là giữa trường, ở nơi khác không đơn giản thế đâu. Được rồi, tôi đã nhận lời cáo biệt của anh. Anh đi được rồi đấy. Trang Uyển Ninh khẽ mỉm cười, nụ cười xã giao, tựa hồ đã không còn muốn có bất kỳ liên quan nào tới người cũ nữa rồi. Anh có thể đi bất kỳ lúc nào cũng được, nhưng anh lo rằng mình phủi tay đi rồi sẽ hối hận cả đời, có lẽ một vài chuyện có thể vãn hồi được. Những lời này nghe vào tai Trang Uyển Ninh khiến cô không thoải mái gì cả. Ý anh ám chỉ cái gì, anh muốn vãn hồi cái gì? Hình tượng. Cừu địch nhìn Trang Uyển Ninh trong trang phục đơn giản ở nhà, một chiếc quần đùi vải, một chiếc áo thun rộng rãi sáng màu, phù hợp với ngày hè nóng bức, tóc cột đuôi ngựa, vài sợi lất phất theo cơn gió. Thanh lịch trẻ trung, anh phát hiện ra, em hình như không thay đổi gì cả, anh cũng không thay đổi, vẫn giống trước kia, phần nhỏ cố chấp cứng đầu làm theo ý mình, đại bộ phận lại chẳng thể tự quyết. Hình tượng ư? Trang Uyển Ninh cũng nhìn lại cừu địch, trong lòng cô, cừu địch luôn là chàng trai hướng nội, trầm tính, chẳng bao giờ phô trương, đó mới là hình tượng cừu địch trong ký ức. Hôm nay cừu địch mang tới cho cô một cảm giác rất lạ, điều anh muốn vãn hồi không chỉ là hình tượng đâu, đúng không? Đối với thứ khác, tôi chỉ có thể nói một câu xin lỗi thôi. Khi còn đi học, đúng là tôi rất yêu anh, bài thơ anh tặng, tôi vẫn luôn giữ gìn cẩn thận, đó là hồi ức mỹ hảo nhất của tôi. Anh tới đây không phải để phá hỏng hồi ức đẹp đó đấy chứ. Em biết vì sao hồi ức mỹ hảo nhất của chúng ta chỉ có thể là bài thơ đó không? Vì dũng khí của anh không đủ khắc phục tự ti của anh, bây giờ cũng không có gì thay đổi cả. Cừu địch cười rất thản nhiên, đó là một cừu địch mà cô còn chưa biết,
lòng không khỏi có chút bùi ngùi. Rốt cuộc với chàng trai này, cô không cứng rắn được, từ từ mở rộng cửa ra, giọng dịu đi vài phần, anh vào đi. Cừu Địch đi vào trong căn phòng nhỏ bé, phòng ngủ đồng thời cũng là phòng khách luôn, giường, giá sách, bàn đã chiếm đại bộ phận không gian trong phòng rồi. Sách rất nhiều sắp đặt ngay ngắn khắp bốn phía, một chút hương thơm của Trang Uyển Ninh thấp thoáng đâu đây quanh căn phòng, hương thơm đó tựa hồ cũng mang mùi sách. Ấn tượng đầu tiên của Cừu Địch đó là gian phòng của giáo viên nghèo, hoàn toàn khác hình ảnh mấy lần họ gặp nhau. Rót một cốc nước, đặt trước mặt Cừu Địch, Trang Uyển Ninh ngồi phía bên kia bàn, tay chống cằm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi văng vẳng tiếng hò reo từ thao trường, càng làm trong phòng trở nên tĩnh lặng. Các bạn đang nghe chuyện Thương Hải Điệp Ảnh của tác giả Thường Thư Hân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 505, Nguyện vọng, trông đợi, tuyệt vọng, 2. Hai người rất lâu không nói gì, có lẽ đều không biết mở lời ra sao. Cừu Địch sờ cái violon đặt trên bàn giữa hai người, kiếm đề tài để nói, anh nghe thấy tiếng đàn của em nên tìm được tới đấy. Đừng nói chuyện làm em hổ thẹn nữa. Anh cũng biết em muốn trở thành nghệ sĩ, có điều thiên phú của em chỉ giới hạn ở dạy học. Hơn nữa còn là nhờ vào phúc của cha mẹ, nếu không bây giờ người đi nước ngoài về như em chẳng còn có giá nữa, muốn kiếm một công việc không tệ cũng khó. Trang Uyển Ninh cười tự trào, dựa vào tài hoa kiếm cơm khó hơn dựa vào khuôn mặt, cuộc sống của cô cũng chẳng đầy màu hồng như bề ngoài. Thành công luôn không thiếu thành phần của vận may, nhưng đam mê và sở thích thì không cần, tự nhiên luôn là tốt nhất. Anh thích như thế. Anh đang cổ vũ em đấy à? Ừ, cũng là cổ vũ chính mình, thuần theo tự nhiên, không nên gượng ép bản thân làm gì. Như anh thích phim ảnh, đâu nhất định anh sẽ trở thành đạo diễn, anh chỉ thích vậy thôi. Cứ vậy nói chuyện thoải mái tự nhiên, làm Trang Uyển Ninh không thấy có áp lực tâm lý nữa. Hai người nói từ chuyện vui thời đi học, nói tới tương lai của mỗi người sau này. Tóm lại từ cuộc sống của mỗi người đã chứng minh một chân lý không thể lật nhào. Cuộc sống ngoài xã hội rất khó khăn, cho dù cô kiếm được công việc dạy học này cũng không hề thỏa mãn, luôn muốn vươn lên tầng cấp cao hơn. Không đúng, không đúng, em đáng lẽ không có lo lắng ở phương diện này chứ. Anh nói thế thì là bình thường, em cũng nói thế thì ai tin. Cừu Địch bác bỏ, có gì không đúng sao. Trên mạng có câu, mang hàng so với hàng chỉ muốn vứt, đem người so với người chỉ muốn chết, định luật đó có thể áp dụng với bất kỳ một ai. Một người miễn cưỡng tính là mỹ nữ như em, dù ở đại học bang New York cũng không phải là con vịt xấu xí, có biết vì sao em phải trở về nước không? Vì môi trường cạnh tranh ở đó còn khốc liệt hơn, phải dùng cả gia thế, cơ hội, năng lực cá nhân gộp lại với nhau mới có thể thay đổi được cuộc sống của mình. Đáng tiếc, năng lực của em còn kém hai chữ ưu tú quá xa, nếu chỉ miễn cưỡng sống được bên đó thì ở lại làm gì nữa, đành trở về cho rồi. Trang Uyển Ninh làm mặt quỷ. Có lẽ thực sự có nguyên nhân ấy, nhưng cô có thể thoáng đạt tự trào như thế, làm áp lực của Cừu Địch giảm hẳn. Té ra mỹ nữ năm xưa ưu tú tới mức làm người ta đố kỵ ấy, cuối cùng ra ngoài xã hội tự bươn trải cũng không dễ dàng gì hả? Em hiểu sai ý anh rồi, người xưa có câu, nam sợ làm nhầm nghề, nữ sợ gả nhầm chồng. Học giỏi không bằng kiếm được tấm chồng tốt, bây giờ bạn trai em giàu có như thế, còn cả vị giám đốc Yến đang vất vả theo đuổi em. Không phải là cơ hội đổi đời sao? Cừu Địch thấy Trang Uyển Ninh lừa mình, giơ hai tay giải thích, đừng giận, anh không có ý đồ gì cả, anh chỉ nói lời thật lòng thôi. Anh không nghĩ em là cô gái cố chấp muốn lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng để chứng tỏ bản thân đâu. Ai chẳng muốn sống thoải mái hơn, đi đường tắt để đạt mục đích thì sao? Anh cũng mơ tưởng cưới được phú bà, nhiều tuổi một chút không hề gì. Trang Uyển Ninh bị y làm bật cười, người có tiền đâu phải ngốc. Bọn họ chẳng dễ lừa vậy đâu. Yến Đăng Khoa vốn nổi tiếng phong lưu, thường qua lại mấy vũ trường kiếm cô gái mộng đổi đời, ly hôn tới 4 lần rồi. Ai dạy gì mà trở thành vợ cũ thứ 5 của ông ta? Thế sao, ly hôn tới 4 lần, ngầu vậy. Cừu Địch thốt lên, ly dị vợ một lần có thể có vấn đề, ly dị vợ tới 4 lần là có bản lĩnh, anh không biết thôi. Ông ta là danh nhân ở Trường An, vợ thứ 3 của ông ta hiện đang dạy học ở Đại học Trường An. Là đồng nghiệp của em đây này. Ôi anh không biết ông ta dây dưa thế nào, chỉ tình cờ gặp ông ta ở tiệc rượu trong triển lãm tranh. Vậy mà ông ta tới tận trường tặng hoa, tặng quà, mời cơm, làm cả trường biết hết, em mất hết mặt mũi.
nói ra lần này may mà nhớ có anh, em mới được yên thân một thời gian. Nhưng anh ra tay quá tàn nhẫn rồi, đánh người ta thánh ra như thế. Này, anh không sao chứ, cảnh sát còn tìm cả em lấy lời khai đấy. Trang Uyển Ninh nói tới chuyện này cũng tự trách, dù sao lỗi, là do cô, không sao, cùng lắm là xử phạt chị An thôi, anh sợ gì. Mà anh bảo em này, em có bạn trai cơ mà, ông ta mà mời em đi ăn, em đưa cả bạn trai theo, chẳng phải vài lần là ông ta chán sao. Cừu địch chỉ chiêu, anh ấy à, anh ấy. Trang Uyển Ninh ngập ngừng mãi mới nói ra được, anh ấy còn khuyên em, nói Yến Đăng Khoa là nhân vật có vai vế. Em từ chối người ta cũng đừng khiến người ta mất mặt, sau này làm việc không dễ, công ty anh nhận vụ làm ăn lớn từ ông ta. Anh nghe xem đi, có loại bạn trai hèn nhát như thế à, nếu không phải thấy anh ấy hiền lành thật thà thì em đã đá đít lâu rồi. Yến Đăng Khoa rõ ràng biết Mã Bác là bạn trai em, ông ta đúng là trơ trẽn, gặp Mã Bác còn trêu anh ấy, bảo muốn cạnh tranh công bằng, Mã Bác chẳng dám phản bác lại, lảng đi cho qua chuyện. Đừng nhắc tới anh ấy nữa, phiền lắm. Anh hiểu rồi, có vẻ em thích bạn trai bảo sao nghe vậy, mềm yếu một chút dễ chỉ huy phải không? Cừu địch à một tiếng như hiểu ra điều gì đó, chắc là như thế, tính em đành hanh cứng đâu, chẳng phải ai cũng chịu được. Có điều giờ em do dự, thực sự không biết tìm một người bạn trai như vậy có phù hợp để chung sống cả đời không. Mỗi lần định đá anh ấy, nhìn anh ấy ân cần săn sóc, cưng chiều em như công chúa, em lại không đành lòng nói lời chia tay. Ôi, nói chuyện này làm gì chứ? Trang Uyển Ninh ỉu xìu, ngày hôm đó cừu địch làm cô rất giận, rất thất vọng, nhưng bây giờ nói tới chuyện này, bình tâm nghĩ lại, bao nhiêu năm xa cách bao năm xa cách. Có một chàng trai vẫn vì cố mà ghen tuông như vậy, cảm giác không tệ, lúc này đây nhìn gương mặt góc cạnh của cừu địch trong ánh chiều tà, so với năm xưa thực sự đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, có chút thô bạo hoang dại, nhưng anh ấy lăn lộn ngoài xã hội, không như thế thì sao tồn tại được. Cô khẽ cắn môi, do dự một lúc mới nói, cừu địch, có một chuyện. Ừm, em có một điều luôn muốn hỏi anh từ lâu. Chương 506, nguyện vọng. Trông đợi, tuyệt vọng, 3. Trời chiều ngả hẳn về phía tây, hoàng hôn vàng rực chẳng đủ chiếu căn phòng nhỏ nữa, ngoài tiếng quạt điện chạy vù vù gần như không còn âm thanh nào. Cừu địch quay sang nhìn Trang Uyển Ninh, cô chuyển ánh mắt đi có phần né tránh, trong lòng chợt sinh cảm giác bất an, chuyện gì có thể khiến cô ấy khó nói thế, em muốn hỏi cái gì? Trang Uyển Ninh hít một hơi thật sâu làm bầu ngực dưới chiếc áo vải mỏng căng lên, mơ hồ thấy được cả viền áo lót. Cô thở ra hơi dài, quyết định nói ra, anh còn nhớ năm thứ ba, trước khi thi cuối kỳ, em rủ anh đi xem phim, anh có nhớ không? Cừu địch hơi ngây ra, tựa hồ đang hồi ức, có vẻ đã đoán được Trang Uyển Ninh định hỏi gì, giọng nhỏ hẳn xuống, có nhớ. Anh có phải là tên ngốc không hả? Khi đó rõ ràng là em tạo cơ hội cho anh, em đã phải hạ quyết tâm rất lớn mới rủ anh, vậy mà anh lại từ chối. Từ đó em thầm hứa với lòng mình, cả đời này sẽ không cho anh cơ hội nào nữa. Trang Uyển Ninh tức giận chất vấn, cuối cùng tâm sự trong lòng bao nhiêu năm cũng nói ra, ngay cả bây giờ cô vẫn không hiểu nổi, tại sao khi đó cừu địch từ chối mình. Anh có biết em đã khóc cả đêm không? Có biết lúc đó em bẽ bàng ra sao không? Lúc đó em nghĩ thì ra mình nhầm rồi, cô gái anh ấy thích có lẽ không phải mình, mà là người khác. Anh, tim cừu địch nhói từng hồi, hôm đó y cũng cả đêm không ngủ, trốn vào cái chòi nhỉ mát giữa rừng trong trường nơi hai người hẹn hò. Mặc cho muỗi đốt, anh chỉ yêu mình em, không chỉ khi đó, cho tới nay vậy. Vậy thì vì sao? Trang Uyển Ninh không tin. Vì anh không có tiền, lúc đó cuối kỳ rồi, anh thực sự không đủ tiền. Một tờ vé xem phim mấy chục đồng, còn cả nước, đồ ăn vặt đắt lắm, anh mua cho mình còn không đủ. Chẳng lẽ anh lại để em phải trả tiền cho anh à? Cừu địch ấp úng mãi mới trả lời được, là thế sao? Trang Uyển Ninh không khác gì bị sét đánh, ngồi bần thần, cô biết nhà cừu địch nghèo, cô hết sức chiếu cố gia cảnh của y. Mỗi lần họ đi chơi cô đều chọn nơi ít phải chi tiêu nhất, ăn những nơi rẻ nhất, cô không ngờ với cừu địch đó vẫn là gánh nặng quá lớn. Đi xem phim thôi mà, với cô đó là chi phí rẻ lắm rồi. Với lại thứ bảy, chủ nhật anh phải đi đưa nước nữa, tuần trước đó trường có hoạt động nhớ không, anh đã xin nghỉ, nhờ bạn làm thay rồi, giờ lại nghỉ, lý do là đi xem phim, anh làm sao mở miệng được. Loại công việc đó,
anh không làm thì khối người làm, nghỉ một lần là phải cuốn xéo rồi. Cừu Địch không hề biết, một lời từ chối đó khiến hai người có duyên không có phận, mãi chẳng tới được với nhau, nhưng y không có tiếc nuối, bởi nếu y biết, lúc đó y cũng không có lựa chọn nào khác. Bởi thế tuy đau đớn nhưng tiếp nhận chuyện này bình thản hơn nhiều, mỗi tháng tiền anh kiếm được không đủ chi tiêu, thực sự không gánh nổi cái giá của lãng mạn. Ra là vậy, Trang Uyển Ninh bần thần rất lâu mới lẩm bẩm, thì ra lý do đơn giản mà tàn khốc như thế, cô bật cười. Trong nụ cười có giọt nước mắt long lanh khẽ rơi xuống, khúc mắc được cởi bỏ, chiếc mặt nạ đeo trên mặt hai người đều tháo ra, trưởng thành rồi. Bớt đi giận hờn vu vơ, bớt đi hiểu lầm không đáng có, rất nhiều chuyện có thể cảm thông cho nhau, thế là thời gian từ biệt kéo dài tới vô hạn. Bắc Kinh, một viện tử cắm biển khu vực quân sự, cấm vào nằm ở Nam Uyển. Một đoàn người mặc vest đen, thân sắc nghiêm túc đi nhanh vào, qua lối đi được canh phòng nghiêm ngặt, qua sân có trạm gác giám sát, vào tòa nhà. Đó là tòa nhà không có ký hiệu gì, là nơi an ninh quốc gia thiết lập để giam giữ nghi phạm đặc thù. Tầng một dưới lòng đất, bên ngoài hoàng hôn vừa qua đi, bóng tối phủ xuống, dưới mặt đất thì lại sáng trưng, mỗi vị trí quan trọng đều có người cùng súng đứng gác. Đoàn người đi tới điểm giam giữ, Trần Ngạo mời vài người tới gian phòng kế bên quan sát, còn hắn dẫn cục trưởng Trần vào nơi thẩm vấn. Đó là một gian phòng được xử lý đặc biệt, cách âm, nhiệt độ ổn định, tường có tính đàn hồn, người bị giam giữ ở nơi này bị tước đoạt hết thảy quyền lực, bao gồm cả giác quan bình thường, bao gồm cả quyền tự sát, ngay cả ghế cũng bằng cao su dày, thứ duy nhất bằng kim loại là dụng cụ tra tấn. Lúc này Lý Tòng Quân vẫn giữ trạng thái giống như cao tăng nhập định, chẳng buồn đưa mí mắt lên xem người tới là ai. Cục trưởng Trần và Trần Ngạo ngồi xuống, cũng chỉ nhìn đối tượng mà không nói gì, đây là một khúc xương khó gặm. Ai không biết còn nghĩ hắn bị câm thật, bị bắt hơn 2 tháng rồi, ngay cả thân phận thật của hắn còn chưa tra ra. Đương nhiên, Lý Tòng Quân cũng chẳng phải trường hợp duy nhất, một số gián điệp nước ngoài giam giữ ở đây mấy năm rồi vẫn chẳng xác nhận được thân phận, điều này là do tính đặc thù của nghề nghiệp tạo thành. Mà cho dù bọn họ có khai ra thân phận thật của mình thì đất nước của họ cũng phủ nhận thôi, cho nên hoặc là sống như cái xác không hồn, hoặc là nhanh chóng kết thúc mạng sống của mình. Cái chết với bọn họ mà nói là ân điển, là hạnh phúc. Anh Lý, tôi đánh cược hôm nay anh sẽ phải nói, anh dám đánh cược với tôi không? Trần Ngạo mở màn đã khiêu khích đối phương, Lý Tòng Quân từ từ ngẩng đầu lên, chứng tỏ hắn vẫn có nhận thức bình thường với xung quanh. Nhiều ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, hắn càng thêm trắng trẻo, trắng một cách bệnh tật. Gương mặt hắn từ đờ đẫn trở nên sinh động, môi mỉm cười, nụ cười biến thái. Anh cho rằng anh không nói gì cả, có nghĩ là chúng tôi sẽ không làm gì được anh à? Tiền tuyến của chúng tôi đã có đột phá trọng đại, không biết anh có hứng thú muốn nghe một chút không? Trần Ngạo nói với giọng ôn hòa, hắn đang ước chừng hiệu quả của quả tạc đạn này khi ném ra, bây giờ không cần cân nhắc tới hậu quả nữa. Chỉ tính sao phát huy hết sức nổ của nó, không khẳng định, cũng không phủ định, Lý Tòng Quân chỉ nhìn hắn chằm chằm. Các bạn đang nghe chuyện Thương Hải Điệp Ảnh của tác giả Thường Thư Hân tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 507, Nguyện vọng, trông đợi, tuyệt vọng, 4. Trần Ngạo ra hiệu, cảnh vệ đẩy vào một chiếc máy vi tính để bàn nhưng được gắn trên giá di động, dưới này không có laptop. Trong lúc cảnh vệ chuẩn bị, hắn dựa vào ghế, đùng đỉnh nói, cứ nên xem thì hơn, dù sao cuộc sống của anh cũng buồn chán quá mà. Mặc dù anh giữ kín như bưng, nhưng ngoài kia không an bình bất động. Vào ngày 2 tháng 7, trong khu công trường xây dựng giang dở ngoài nhà thi đấu Đông Môn Trường An, phát hiện một cỗ thi thể nữ. Hiện đã tra rõ, cô ấy sống ở căn hộ 1701 tòa nhà số 3 lô 9 tiểu khu Tân Uyển Hoàng Thành. Khi phát hiện thi thể thì đã tử vong quá 24 tiếng. Đừng nói tôi lừa anh, cảnh sát đương địa đã cung cấp ghi chép, hiện trường và giải phẫu pháp y chi tiết, anh tự xem đi. Lý Tòng Quân rốt cuộc cũng có phản ứng rồi, gương mặt vô cảm hiện rõ sự bàng hoàng, phẫn nộ, toàn thân hắn run bần bật khi nhìn thấy hình ảnh giải phẫu tử thi. Hắn mấy lần muốn đứng dậy, cuối cùng lại ngồi xuống, đầu ngẩng cao, hai hàng nước mắt trào ra như suối, ướt đẫm gò má gầy gò. Đúng rồi, tìm đúng người rồi, cục trưởng Trần thầm hưng phấn đánh mắt cho Trần Ngạo. Trần Ngạo tiếp tục nói, cô ấy tên là Trung Dã Huệ Tử, quốc tịch Nhật. Hiện giờ chúng tôi đang giao thiệp với Đại sứ quán Nhật, tìm kiếm người nhà của cô ấy.
Bất kể hai nước chúng ta có thù hận xung đột gì, nhưng không nên để gây hại cho một cô gái không liên quan. Chúng tôi biểu thị chia buồn sâu sắc với cô gái tha hương xứ người ấy, đồng thời sẽ xử lý thỏa đáng hậu sự cho cô ấy. Một âm thanh bi thương, khàn đặc từ miệng Lý Tòng Quân phát ra, không biết do lâu rồi không nói, hay do quá đau khổ, không ai nghe rõ hắn nói gì. Dù sao hắn đã lên tiếng rồi, từ im lặng tới mở miệng, đây là một lựa chọn vô cùng gian nan, bất kể hắn nói gì cũng đã phá vỡ im lặng. Tất cả nín thở chờ đợi câu tiếp theo của y. Quả nhiên sau một hồi cúi gằm mặt, tâm tình hắn đã bớt kích động hơn, lời nói cũng trở nên rõ ràng, cảm ơn. Không cần khách khí, chuyện nên làm thôi. Cục trưởng Trần nhẹ người, người này còn chút nhân tính, không cần kích thích đối phương thêm nữa. Trần Ngạo xua tay, máy vi tính được đưa đi. Trong phòng im lặng rất lâu, đợi cảm xúc Lý Tòng Quân đã ổn định, Trần Ngạo mới nói, giờ chúng ta giao lưu với nhau đi. Nói miễn xử phạt gì đó cũng là lừa anh thôi, nhưng tôi có thể cải thiện hoàn cảnh giam giữ sinh sống cho anh, có khả năng xử lý kín đáo, không công khai. Có điều chuyện này cần anh tranh thủ, dù sao chuyện xảy ra trong địa phận nước chúng tôi có đầy đủ thời gian, phương tiện để tra xét. Anh giấu được nhất thời chứ có giấu được cả đời không? Hay nói cách khác, cô gái vô tội ấy, nếu có cơ hội, anh có cứu cô ấy không? Không cứu được, không ai cứu được cô ấy. Lý Tòng Quân giọng khàn đặc khó nghe, anh là ai? Trưởng phòng phòng hành động số 7 thuộc Bộ An ninh Quốc gia, Trần Ngạo, tôi là người chỉ huy truy bắt anh ở Nam Cương. Có điều tôi thừa nhận, bắt được anh là chuyện ngoài dự liệu, nếu làm theo kế hoạch của tôi, khả năng anh đã trốn thoát rồi. Trần Ngạo khiêm tốn nói, cố ý nâng cao thân phận của đối phương, chúng ta đối đầu, chỉ có thắng và thua, không có chuyện ngoài dự liệu. Nếu như cấp dưới của anh ở nước ngoài thất thủ bị bắt, anh có hy vọng hắn hợp tác với kẻ địch không? Hay là muốn hắn giống như tôi, không nói không rằng? Lý Tòng Quân thong thả nói, câu hỏi này chỉ có một câu trả lời đúng mà thôi, gián điệp không khai nhận, tuy khiến người ta tức giận nhưng cũng có được sự tôn trọng, dù có là kẻ địch. Thấy đối phương im lặng, Lý Tòng Quân mỉm cười, bất kể nói hay không nói, bất kể là nói cái gì, kết cục của người như chúng tôi đều đã định sẵn rồi, có gì khác biệt đâu. Câu hỏi này cũng chỉ có một đáp án chính xác, cục trưởng Trần lên tiếng, có khác biệt, bỏ qua thân phận của anh, đối với bất kỳ kẻ giết người nào, chúng tôi cũng sẽ tra tới cùng. Chẳng lẽ anh không muốn hung thủ sát hại Trung Dã Huệ Tử xa lưới, nhận lấy sự trừng phạt đích đáng? Tra tấn tới chết một cô gái vô tội, anh hẳn biết luật pháp nước chúng tôi, hắn sẽ bị xử phạt ở mức cao nhất, chẳng lẽ anh không muốn nhìn thấy? Tìm được hung thủ thì các anh sẽ tìm được đáp án thôi, nhưng tôi cũng không biết hung thủ là ai. Sắc mặt Lý Tòng Quân dần trở nên lãnh đạm, Trần Ngạo phát hiện ra Lý Tòng Quân đã bắt đầu quay lại trạng thái nhập định, nếu để hắn hoàn toàn tiến vào trạng thái này coi như mọi chuyện hỏng hết. Sẽ quay về con số 0, tiếp tục nói, còn một chuyện nữa. Ở đây có báo cáo pháp y nói cô ấy bị bắn chết, một phát xuyên tim, toàn thân trần truồng. Trong thân thể có dấu vết rất nhiều loại thuốc gây ảo giác khác nhau, rất có khả năng cô ấy bị chúng sử dụng để tra khảo, điều này có thể lý giải cho rất nhiều vết thương khắp toàn thân cô ấy. Một điều nữa, tôi thực sự không muốn nói, nhưng trước khi chết, cô ấy bị xâm phạm tình dục, mà không chỉ một người. Nói dối, Lý Tòng Quân bất thình lình giống lên, dáng vẻ điên cuồng. Cảnh vệ lập tức định phản ứng, nhưng Trần Ngạo đã ngăn lại. Nhìn chằm chằm Lý Tòng Quân bị tin tức đó kích thích tuôn ra một tràng tiếng mẹ đẻ, cơ hồ muốn nhào tới liều mạng. Rốt cuộc cũng đã hiện hình rồi, gián điệp Nhật, người đứng trước màn hình quan sát đều có chung suy nghĩ, câu nói đó trong tiếng Nhật có nghĩa là, nói dối. Vùng vẫy hơn một phút uổng công vô ích, Lý Tòng Quân bị giam giữ lâu ngày thiếu vận động, sức khỏe suy giảm. Hắn kiệt sức ngã xuống, thả dốc, răng vẫn cứ nhe ra. Đôi mắt ánh lên vẻ tàn bạo như dã thú. Cơn giận qua đi, hắn tuyệt vọng đấm đầu mình, từ trong cổ họng phát ra tiếng gào thét đau đớn, là tiếng khóc phát ra từ tim. Chúng tôi không tệ hại tới mức đi xúc phạm tới một cô gái đã chết, so với những việc chúng tôi, là kẻ địch đã làm với anh, với việc bọn chúng làm, chúng tôi đã quá từ bi rồi. Anh thật đáng thương, ngay cả cơ hội báo thù cho người mình yêu thương cũng không có, vậy tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Hoặc anh tự thôi miên bản thân là chúng tôi lừa anh, hoặc là giúp chúng tôi bắt được hung thủ. Trần Ngạo trầm giọng nói, tiếng thét như tan nát cõi lòng của Lý Tòng Quân rất lâu sau mới dừng lại, trong căn phòng cách âm hoàn toàn. Im lặng như tờ, giọng hắn cất lên cũng vô cùng đáng sợ,
hung thủ chắc chắn là bị giết rồi, các anh sẽ chỉ tìm thấy được thi thể vô danh thôi. Tôi sẽ không phản bội sứ mệnh của mình, nhưng vì cái chết của Huệ Tử, tôi có thể nói với các anh, hung thủ đứng phía sau là một nữ nhân. Cô ta là tuyến trên của tôi không biết cô ta, nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó, cô ta sẽ bị giam ở phòng bên cạnh tôi. Chương 508, đêm khuya súng nổ máu đổ, 1. Tuyến trên của Lý Tòng Quân là một nữ nhân à? Tin tức mới nhất đặt một dấu hỏi lớn lên trên đầu tổ hành động. Khi Vương Trác nhận được tin tức ngắn gọn này qua đường dây riêng thì tổ hành động hồi hộp chờ tin mấy tiếng liền nổi tung. Có đáng tin không? Đồng Thuần Khiết hồ nghi hỏi, hắn tiếp xúc với Lý Tòng Quân rồi, muốn tên đó mở mồm khó thể nào, bản thân đã có cảm thụ trực quan, hơn nữa ngay cả tin tức chính miệng tên đó nói ra. Dù là thật cũng có thành phần giả trong đó, theo phân tích trong cục, độ đáng tin chắc chắn là có, phản ứng của hắn với cái chết của Trung Dã Huệ Tử rất mạnh. Đã xác định được, hắn tên là Điền Thượng Đại Tường, là một Nhật Kiều quốc tịch Mỹ, đã tra được thông tin tín dụng và địa chỉ của hắn, đây hẳn là thân phận thật. Theo như lời khai của hắn, hắn chỉ phụ trách về đưa tài chính xuất nhập cảnh, mua chuộc nhân viên bản địa, cứ điểm liên hệ chính là Bách Nhưỡng Tử Trang. Giữa hắn và tuyến trên còn có một người trung gian này theo hắn miêu tả thì gọi là Ngũ Tiên Sinh, dựa vào đặc trưng tướng mạo thì rất giống người này. Vương Trác xoay laptop cho mọi người nhìn, hình ảnh trên màn hình làm tất cả im lặng, là Đoàn Tiểu Đường. Nhân vật thế giới ngầm theo tin đồn có tiếng nói ở Hắc Bạch Lưỡng Đạo, cũng chính là kẻ lộ diện trong cuộc điều tra này. Gián điệp và xã hội đen thông đồng là chuyện rất phổ biến. Trương Long Thành lên tiếng, ở chuyện này hắn hiển nhiên có tư cách phát ngôn, hẳn là như thế, dựa vào thế lực xã hội đen. Vũ khí, nhân lực, rửa tiền với bọn chúng mà nói là không thành vấn đề, đúng là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Từ Phái Hồng gật đầu, đây là tình huống thường gặp phải, muốn nhanh chóng hòa nhập vào một môi trường mới để triển khai công tác. Thế lực ngầm chắc chắn là lối tắt nhanh nhất, chỉ cần có tiền là đủ, ngay cả quan chức còn bị mua chuộc, nói gì đám sống ngoài pháp luật, gửi ảnh phân biệt chưa? Đồng Thuần Khiết nóng ruột hỏi, gửi rồi, trong cục đang xác nhận. Vương Trác đáp, vẫn chưa thể giải thích hoàn toàn chuyện này được, cho dù đó là Đoàn Tiểu Đường thì sao nào? À, tuyến trên ẩn giấu kia phí bao tâm tư khiến hắn lộ mặt ra để vu oan hãm hại à? Thế chẳng phải đặt bản thân vào cảnh nguy hiểm sao? Đới Lan Quân không tin, có tên gián điệp nào không kín tiếng hết mức có thể, đằng này đi gây bao chuyện như thế sợ không bị người ta chú ý. Thật vô lý, loại người này không thể không tin, nhưng không thể tin hết, cả Trung Dã Huệ Tử đã chết, tôi cũng thấy thân phận rất khả nghi. Hẳn không chỉ đơn giản là tình nhân của Điền Thượng Đại Tường đâu, nếu không đã chẳng tới mức chuốc lấy họa chết người như thế. Trương Long Thành cũng nghi ngờ, hay là mượn đao giết người. Nếu như bọn chúng không phải cùng một tổ chức, chỉ vẻn vẹn là có hợp tác về tình báo thì sao? Trường hợp này đáng cân nhắc đấy, Điền Thượng Đại Tường rất có khả năng mượn tay chúng ta diệt trừ đối thủ, che đậy thân phận của mình, vậy thì chuyện cũng hợp lý lắm. Lý Tiểu Chúng đưa ra một giả thuyết, chó cắn chó thì mồm cũng đầy lông thôi, không sợ hắn cắn bừa, thế nào cũng lộ manh mối cho chúng ta cha. Đồng Thuần Khiết hưng phấn, dù vu oan thì cũng chẳng phải kẻ tốt lành, Vương Trác xoa xoa tay, tên này thuộc loại thích tìm kiếm kích thích. Chỉ sợ thiên hạ không loạn, thế này mới kích thích chứ, dùng tới chúng ta rồi mà kết cục là giết gà dùng dao mổ trâu thì vô vị lắm. Không đơn giản như vậy đâu, Đô Hàn Mai không nói rõ được, đây là điều làm cô khó chịu, chuyên ngành tâm lý của cô tới giờ vẫn chưa phát huy được bao nhiêu tác dụng. Gặp toàn phải kẻ bất thường, khiến cô rất không cam lòng, không lâu sau trên cục đã truyền tới tin tức, xác nhận Ngũ Tiên Sinh chính là Đoàn Tiểu Đường. Lập tức kiến lập giám sát trọng điểm, từ gia quyến thân nhân, quan hệ xã hội, địa điểm thường tới, tình hình tài chính. Phải moi ra toàn bộ, đã có thể bắt liên hệ của Lý Tòng Quân, chắc chắn không phải người thường. À không điền thượng gì đó, thế nào cũng được. Đồng Thuần Khiết vỗ tay reo mừng, rốt cuộc cũng có đột phá trọng yếu rồi, thực ra trong này làm gì có ai cần hắn chỉ huy. Ngay khi có tin tức thì ai vào việc nấy rồi, Từ Phái Hồng đã rời đi an bài giám sát, bố trí các tổ thực địa, ở phương diện ngân hàng cũng đã liên hệ lấy dữ liệu. Vấn đề của tổ hành động này rõ ràng, thành viên thì quá cá tính, người chỉ huy thì không đủ uy tín, cũng may bọn họ phối hợp với nhau thành quen. Bận rộn suốt nửa tiếng mới an bài kế hoạch mới xong, lúc này Lý Tiểu Trung đối chiếu tín hiệu di động cùng với mấy nơi giám sát phát hiện ra hiện tượng lạ.
Chiếc di động của người chỉ huy nội tuyến sáng nay vẫn còn đang hoạt động, hơn nữa giao thoa định vị thì hẳn vẫn nằm trong tay đoàn tiểu đường. Không thể nào, ý thức chống theo dõi của bọn chúng không thể kém như thế chứ. Ngay cả Đồng Thuần Khiết cũng không tin, đây là sai lầm căn bản, kẻ trước đó thì trình độ quá cao chúng ta không truy vết ra được, còn kẻ này thì trình độ quá thấp, phơi bày lồ lộ ra đó. Tôi thấy chuyện này không hề bình thường chút nào. Vương Trác lẩm bẩm, Đới Lan Quân đi tới chỗ Vương Trác, nắm lấy lưng ghế. Cúi người nhìn lịch sử cuộc gọi mà hắn đã trích xuất ra trên màn hình, ngạc nhiên, cái máy đó lại giữ nhiều lịch sử cuộc gọi thế này sao? Đúng thế, tên này là thằng ngốc à. Nếu không thì là hoàn toàn không hề biết đã bị theo dõi, lại còn liên lạc trực tiếp với Dương Dũng, Lý Tam Quý đã chạy tới Nội Mông nữa chứ. Vương Trác không nhịn được bật cười, thế này thì chán quá rồi, có thể bọn chúng thực sự không biết gì, chúng ta đánh giá chúng quá cao chăng? Đô Hàn Mai nghĩ, theo quán tính tư duy tất nhiên họ sẽ thường bỏ sót chuyện đơn giản, thiên hướng âm mưu hóa mọi chuyện, đúng lúc này lại phát sinh một chuyện. Hoang đường, ánh đỏ lóe lên trên màn hình, vẫn là chiếc điện thoại chỉ huy cừu địch, lại liên hệ với y rồi. Các bạn đang nghe chuyện Thương Hải Điệp Ảnh của tác giả Thường Thư Hân tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 509, Đêm khuya súng nổ máu đổ, 2. Thời gian 20 giờ 17 phút, địa điểm, khách sạn Hằng Thái đường Phú Nguyên. Điện thoại đổ chuông 3 lần cừu địch mới nhận, định vị chuẩn xác tới phạm vi 5 mét, giọng nói truyền qua giám sát khiến tổ hành động phải bất ngờ, lần này đối phương chẳng thèm dùng thủ đoạn biến âm. Lấy giọng thật nói chuyện, chính là đoàn tiểu đường, ê, cho mày một cái địa chỉ, trước 9 giờ tới khách sạn Hằng Thái ở đường Phú Nguyên, tới nơi rồi thì gọi điện cho tao. Làm cái gì? Cừu địch hỏi, gặp mặt thôi, sao thế, có nghi vấn gì? Hay là sợ không dám tới? Đoàn tiểu đường khích bác rất thô thiển, tối lửa tắt đèn ai mà biết bọn mày bày trò quái quỷ gì chứ, đừng để như lần trước, đánh ngất tao rồi nói không chừng ném đi đâu không biết, đếch đi. Cừu địch từ chối thẳng thừng làm tổ hành động thở phào, từ chối là đúng, bây giờ dùng xong rồi. Chứng cứ vu oan đã đầy đủ, cũng tới lúc mượn cối xay giết lừa, xử lý mày mà phải tốn thời gian như vậy à. Nhấc tay một cái là xong thôi, chuyện này không do mày định đoạt. Tao nghĩ mày cũng không phải là thằng ngu đâu nhỉ. Đã đi tới bước này thì hẳn là mày cũng biết là mày phạm vào tội gì rồi chứ. Đoàn tiểu đường gằn giọng ham dọa, tao chẳng phạm tội đếch gì hết. Trò này của mày chỉ dọa được trẻ lên bà. Thế à, mày có biết bà chủ của Tùng Tử Liêu Lý không? Cô ta hình như bị người ta cưỡng hiếp xong giết người phi tang đấy. Liên quan chó gì tới tao chứ? Cừu địch chửi bới, đoàn tiểu đường cười khùng khục. Thằng ngốc này, ngày hôm nay mày tới nhà cô ta đấy. Mày chắc nhận ra đó là nhà một cô gái rồi chứ? Sao đột nhiên lại im thít thế? Sợ hả? Cho mày biết cái xe mày lái là xe của cô ấy đấy. Mày lái đi khắp nơi bao lâu rồi? Mày muốn chối cũng không được đâu. Sao, bị nuốt mất lưỡi rồi à? Mày còn cưỡng hiếp cô ta đấy. Mày nói xem những chỗ cô ấy ra vào như khách sạn, nhà hàng, nơi ở, có phải là đầy dãy DNA của mày không? Cừu địch im lặng suốt một phút, tổ hành động cũng không có tiếng động nào. Quả đúng là vu oan có dự mưu từ trước. Nếu như không phải có bọn họ đằng sau lưng thì cừu địch chết là cái chắc rồi. Cừu địch từng bị bọn chúng bắt cóc, đánh thuốc hôn mê, muốn lấy cái gì trên người y cũng dễ lắm. Thằng nhãi con láo toét, cho mày biết xã hội này hiểm ác lắm, nếu mày nghĩ mày cứ thể bỏ trốn là được thì mày thành tội phạm giết người bỏ trốn đấy. Cái thói đời bây giờ, không có chứng cứ còn có thể xử mày tử hình hoãn thi hành, huống hồ là chứng cứ xác thực như thế. Tình hình là như thế đấy, tới đây nói chuyện, tao đợi mày tới 9 giờ, qua thời gian đó thì điểm tuyển dụng của tổ chức ngầm bọn tao đóng cửa rồi. Mày có thể tới chỗ cảnh sát báo danh. Đoàn tiểu đường cúp điện thoại luôn không thèm đợi câu trả lời của y nữa. Từ Phái Hồng đã rời phòng điều động nhân thủ. Bây giờ cừu địch đi hay không đi thì ý nghĩa không lớn nữa. Hiềm nghi của y đã được xác định rồi. Đồng Thuần Khiết nhảy dựng lên phá vỡ im lặng. Cừu địch hiện giờ ở đâu? Đại học Trường An, vẫn ở cùng cô bạn học cũ kia. Cậu ta tới đó từ 5 giờ chiều, hơn 3 tiếng rồi, tới tận bây giờ vẫn chưa đi. Không biết đã tâm sự những gì. Vương Trác cười đầy ẩn ý, so ra thì nội tuyến này sống rất thoải mái, ra vào chỗ sang trọng, tống tiền được không ít. Lại còn có tâm tư đi tán gái nữa, cái khác chưa nói chứ tố chất tâm lý này đúng là hạng nhất mà,
đưa cậu ta về ngay, đi cái gì mà đi. Dù sao thì bây giờ cũng là bắt ba ba trong dọ rồi. Đồng Thuần Khiết bực lắm, mình vì thằng nhãi này mà gặp bao rắc rối, giờ hay rồi, thoáng cái đã thay lòng đổi dạ. Bài binh bố trận đã bắt đầu rồi, an ninh quốc gia hành động kín đáo hơn cảnh sát nhiều lắm, từ ngoại ô phía tây nơi đặt trụ sở. Từ trung tâm huấn luyện, những chiếc xe dân dụng âm thầm lên đường, từng chút một bày thiên lạ địa võng xung quanh điểm giám sát. Cùng lúc đó ở Đại học Trường An, anh phải đi rồi. Cựu địch cất di động, bước tới chiếc ghế dài đặt bên hồ nước trong trường, nói với cô gái đang đợi mình, hai người nói chuyện rất lâu. Cùng nhau tới nhà ăn giáo viên ăn tối, ôn lại không khí thời đại học, sau đó giống như thời gian rảnh rỗi lúc đi học, đi dạo quanh trường hết vòng này tới vòng khác. Trang Uyển Ninh nhìn cựu địch với ánh mắt nghi ngờ, môi không giấu được nụ cười, 3 tiếng trước anh nói với em là tới từ biệt, kết quả là ăn trực chỗ em một bữa. 2 tiếng trước anh nói với em phải đi rồi, kết quả là lừa em cùng anh đi dạo quanh thao trường tận 4 vòng. Bây giờ anh lại nói phải đi, không biết lần này có trò gì mới. Anh phải đi thật. Cựu địch có hơi xấu hổ, đã hạ quyết tâm như vậy rồi, đến khi gặp cô ấy lại không nỡ rời bước, thật sao? Thật mà. Lúc này trăng lên đầu cành, soi bóng hồ nước tạo ra mỹ cảnh mê hồn, hơi nóng trong ngày cũng đã tan hết, gió thổi vi vu, đúng là điều kiện tuyệt vời để hẹn hò. Sao em cảm giác mình đã bỏ lỡ cái gì đó? Trang Uyển Ninh bặm môi lưu luyến, đôi mắt đẹp chớp chớp, tựa như trong đó cũng có một vầng trăng non trong đó, liệu em có thấy nuối tiếc không? Cựu địch khẽ giọng hỏi, ó, có điều không chừng có được rồi sẽ càng thấy tiếc nuối hơn, giống như nam nhân các anh hay nói, con nhà mình vợ người ta vậy. Đôi khi nữ nhân cũng thế đấy, cũng thấy nam nhân của người khác mới là tốt nhất. Hi hi, để em tiễn anh. Trang Uyển Ninh mỉm cười thừa nhận, dẫn cựu địch đi về phía con đường đi ra cổng trường, một cơn gió bất ngờ thổi tới, cuốn theo bụi cùng lá rụng, chẳng biết là vô tình hay cố ý, tay cựu địch. Cảm giác có thứ gì đó chạm vào tay mình, y theo bản năng nắm lấy, tức thì nắm trong tay bàn tay nhỏ mềm mại man mát, người khẽ run lên rồi miết nhẹ nhẹ. Trang Uyển Ninh ngước mắt nhìn cựu địch, không rụt tay về, em hiểu rồi, anh thiếu thốn tình cảm, tới chỗ em tìm an ủi. Cho em biết, anh tìm thấy chưa? Cựu địch giơ tay Trang Uyển Ninh lên, hình như tìm thấy được một chút rồi. Chương 510, đêm khuya súng nổ máu đổ, 3. Này, đừng nghĩ linh tinh nhé, chuyện này coi như bù đắp lại mối tình đầu không trọn vẹn của chúng ta đi. Trang Uyển Ninh cũng nắm tay chặt hơn, cô có bạn trai rồi, chỉ có thể tới đây thôi, cổng trường đã trong tầm mắt, tiếc nuối nói, rốt cuộc anh sẽ đi đâu, sau này còn tới Trường An không? Anh cũng muốn tới lắm, nhưng anh sợ bạn trai em để ý. Cựu địch gãi đầu khó xử, bạn học nam của em nhiều lắm, anh ấy để ý được hết sao? Ừm, cựu địch. Em muốn nói với anh chuyện này. Tới bóng cây khuất ánh đèn, Trang Uyển Ninh giữ y lại, nghiêm túc đối diện với cựu địch, tim cựu địch giật đánh thót, bản năng muốn né tránh đề tài này. Chuyện gì thế? Nếu em hồi tâm chuyển ý thì nói với anh lúc nào cũng được, anh không ngại em có bao nhiêu tình sử đâu. Vì, anh nghĩ cái gì thế hả? Trang Uyển Ninh rút tay về, tức giận đấm cựu địch một cái lên ngực, có điều đấm xong lại không thu tay về, mà biến thành giúp y chỉnh lại cổ áo. Động tác hết sức ôn nhu, tiến thêm một bước tới gần hơn, cựu địch, hay là anh đừng chạy nữa, tới đồn công an tự thú trước khi quá muộn đi. Hả? Cựu địch há hốc mồm kêu thành tiếng, đầu óc có hơi hoang mang, cái gì thế này, em nói nghiêm túc đấy, anh chỉ đánh người ta một lần thôi mà. Hai người không hề quen biết, là hành động không có dự mưu, không sao đâu, anh có nhân thân tốt chỉ phải bồi thường thôi. Trang Uyển Ninh thấy cựu địch phản ứng như thế, rõ ràng là không muốn đi. Cô vừa lo vừa giận, chuyện này thế nào cũng phải giải quyết. Anh đừng tưởng rời Trường An là không sao nữa, Yến Đăng Khoa thế lực không nhỏ, anh mà bỏ trốn, hắn sẽ đủ quan hệ để khép tội anh. Anh xem đến cả Mã Bác cũng phải sợ hắn, anh cưỡng lại nổi sao? Cựu địch, em nói với Mã Bác chuyện của hai chúng ta rồi, nếu không được thì bọn em tìm cho anh một công việc nhé, anh tạm làm trước đi, cứ lang thang mãi thế này không ổn đâu. Em nói chuyện của anh với Mã Bác à? Cựu địch có chút tức giận, lại còn nhờ hắn xin việc, mình tệ tới mức còn cần bạn trai của bạn gái cũ tìm việc cho sao. Có điều cơn giận chẳng bùng lên được, nói ra còn không phải tại mình à, nếu mình có sự nghiệp đàng hoàng.
thì đã như tên Yến Đăng Khoa kia ngang nhiên theo đuổi cô ấy, đầu nghiêng sang bên không nhìn cô, cũng không muốn phụ ý tốt đó. Anh không muốn gây phiền phức cho em. Nếu anh không có trách nhiệm, không dám gánh vác, anh cứ sống lông bông thế này, cô gái nào dám thích anh chứ? Chỉ có em mù mắt năm xưa mới coi anh là người. Tình trong mộng. Trang Uyển Ninh giận mắng, Cừu Địch không nói gì cả, tay nắm chặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Quay lại nhìn em đây, anh nhé tránh cái gì? Trang Uyển Ninh dậm chân, cô giận thật rồi, nhưng giận là vì thương, Cừu Địch máy móc quay đầu sang. Anh là cái đồ ngốc cứng đầu, em xin lỗi. Có lẽ em không nên nói chuyện đó với Mã bác. Nếu anh muốn đi, em sẽ không ngăn anh, nhưng có thời gian thì tới thăm em nhé, đừng cắt đứt liên hệ. Nếu không muốn đi, hãy làm theo lời em đi, chỉ một lần thôi, bỏ tự tôn nam nhân của anh xuống, làm một người đường đường chính chính đi. Anh xem, bây giờ anh thành ra cái gì rồi, anh còn là Cừu Địch trước kia mà em yêu thương nữa không? Giọng Trang Uyển Ninh dần trở nên nghẹn ngào, cuộc chia tay hoàn toàn nằm ngoài dự liệu đạt tới cao trào, cũng đã tới hồi kết. Cừu Địch cảm xúc ngổn ngang, nhìn gương mặt xinh đẹp như hoa đó, tình cảm dồn nén bao năm dâng lên rào rạt trong trái tim. Rồi lại không khỏi thương xót, không khỏi nghĩ tới cảnh tượng đáng sợ, cô gái độ tuổi rực rỡ như thế, nếu giam trong ngục tù tối tăm khiến người ta tan nát cõi lòng thế nào. Y không đành lòng, y không muốn cô chịu một chút tổn thương nào, dù là nhỏ nhất. Cảm xúc trong mắt Cừu Địch được Trang Uyển Ninh đọc hết rồi, đó là sự quyến luyến sâu sắc, đó là tình cảm chân thật nhất, đó là sự lưu luyến phát ra từ tận tâm khảm. Khiến chỗ mềm yếu nhất trong trái tim Trang Uyển Ninh bị chạm phải, cô đưa tay lên vuốt nhẹ gò má giam giáp, nhắm mắt lại. Sao thế? Cừu Địch ôn nhu hỏi, nhắm mắt lại nhanh lên, nơi này không có người. Trang Uyển Ninh chỉ huy, giọng điệu giống cô bí thư năm xưa, không cho hỏi, Cừu Địch nhắm mắt lại. Ngay tiếp đó thấy làn gió thơm ập tới. Có thứ mềm mại vô cùng áp vào ngực mình, còn chưa kịp phản ứng thì môi cũng bị hương thơm bao phủ, một nụ hôn bất ngờ. Cảm giác ngọt ngào ấm áp đó thật khiến người ta ngất ngây. Tim Cừu Địch đập nhanh tới đáng sợ, tích tắc đó không khác nào giữa ngày hè chói chang, ném một cây đuốc vào trong đống cỏ phơi khô lâu ngày. Không chính xác hơn đống cỏ đó phơi khô rất nhiều năm. Hơi thở của Cừu Địch thoáng dừng lại, sau đó nhiệt tình đáp trả, hai tay vươn ra ôm thân thể Trang Uyển Ninh, cánh tay y rất khỏe, thậm chí khiến cô không kìm được phát ra tiếng rên khẽ. Sự ngỡ ngàng của Trang Uyển Ninh hiện rõ lên trên gương mặt xinh đẹp, quá sức bất ngờ, cô mím chặt môi, nghiêng về phía sau né tránh, tuy vậy môi cô đi đâu môi Cừu Địch theo sát tới đó không rời. Trang Uyển Ninh không ngờ được Cừu Địch có phản ứng mạnh như vậy, có điều cũng khiến cô hết sức thỏa mãn, trong lòng nổi lên sự ôn nhu. Lại thêm chút áy náy cùng nuối tiếc, hơi nhắm mắt lại, người dần thả lỏng ra, môi chị đã không còn mím chặt lại nữa, để Cừu Địch tùy ý. Cừu Địch cảm nhận thấy sự thay đổi của Trang Uyển Ninh, động tác trở nên ôn nhu hơn, nhẹ nhàng ngậm lấy môi trên của cô. Thì ra môi, cô ấy mềm như thế, mong mỏng, thơm thơm. Lấy trình độ ngôn ngữ của Cừu Địch nhất thời không tìm được từ ngữ thích hợp hình dung cảm giác này, chỉ biết đơn thuần ngậm lấy cánh môi cô. Tách môi cô ra, lưỡi từ từ tiến vào, hai cái lưỡi ngay lập tức tìm thấy nhau. Hòa quyện không có lấy chút chúc chắc nào, ăn ý như trước giờ vẫn vậy. Người Trang Uyển Ninh hơi run lên, vội vàng bám lấy vai Cừu Địch ổn định thần thể, luồng điện li ti truyền ra từ lưỡi khiến cô sản sinh cơn chóng mặt nhè nhẹ. Dưới sự thúc đẩy của cảm xúc mãnh liệt, hai thân thể dính vào nhau mỗi lúc một chặt, hai chiếc lưỡi không rời, hai trái tim dạo rực ngất ngây trong nụ hôn đáng lẽ phải tới từ rất lâu rồi. Ngọn lửa cháy mỗi lúc một lớn, tựa hồ muốn thiêu trụi thế gian. Tay Cừu Địch vuốt ve dọc lưng Trang Uyển Ninh, hai bàn tay bấu chặt vào mông cô, kéo sát vào, như muốn hòa tan thân thể cô vào người. Vẫn không thỏa mãn, thọc hẳn vào trong quần, bờ mông này nở dày xéo bởi đôi bàn tay khỏe mạnh rắn chắc. Đủ rồi. Một cái đẩy nhẹ nhàng, cùng lời nói nhỏ nhưng dứt khoát, Cừu Địch thoáng sực tỉnh từ cơn u mê, buông cô ra, vuốt ve lại mái tóc dài hơi rối của cô, tiếc nuối, nhưng phải chấp nhận. Động tác ôn nhu đó làm người Trang Uyển Ninh khẽ run lên, thoáng chút mềm lòng nhưng sau đó lại đẩy một cái rất mạnh, làm Cừu Địch loạng choạng lùi lại. Cô xoay người chạy đi ngay như con thỏ hoảng sợ, vừa chạy vừa nói, đồ ngốc, em biết anh muốn gì mà. Coi như chúng ta yêu sớm, em bù đắp cho anh chuyện trước kia thôi, đừng coi là thật nhé.
Các bạn vừa nghe xong tập 51 của bộ truyện Thương Hải Điệp Ảnh của tác giả Thường Thư Hân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.